Ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 1033 trên CDTTC chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vào lúc 2 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10, tại km 70+800 quốc lộ 1A thuộc dốc Trừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách 16 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 14B03657 va chạm với xe semi remote và xe container đi theo chiều ngược lại. Hậu quả làm 5 người tử vong và nhiều người bị thương, 3 xe ô tô hư hỏng nặng.